muốn sự bình an trong vòng tay quan phòng của Chúa. Xin Ngài thương dẫn đưa cho chúng con thoát khỏi hiểm họa. Khi người ta ra chuyện gì, muốn bắt bớ, muốn còng tay con. Lạy Chúa, chúng con đây là những người tha hương khổ nghèo. Vì đồng tiền, vì miếng cơm, vì đồng lương để gửi về quê nhà. Không dây cầm tay, cũng bởi vì không phải người Tây, nên chỉ biết một lòng phó mặc trong vòng tay Chúa. Xin Ngài thương du tình cho chúng con luôn được bình an. Bởi vì không phải người Tây nên